Đây nè. Ủa cá lóc bự à. Ồ cá lóc cũng vừa cũng chậm. Từ 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 đâu à. Đi đừng 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 kéo đường kéo đường kéo đường kéo. Chụp cái đầu nó. Chụp cái đầu. Rồi mấy chú cháu xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Cả nhà thì bữa nay mấy chú cháu tiếp tục cuộc hành trình đi cắm câu cả nhà. Thì đi hồi sớm giờ thì mấy cháu cũng đã tới nơi rồi. Thì đầu clip mấy chú cháu cũng xin chúc cả nhà nhiều sức khỏe và bình an cả nhà. Cả nhà xem video của mấy chú cháu nhớ cho mấy chú cháu xin một lượt đăng ký và một lượt like cả nhà. Mấy cháu xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Và bữa nay thì mấy chú cháu cuộc hành trình của mấy chú cháu là tiếp theo là đến ngay trang chỗ cái địa điểm này nè cả nhà. Đến cái địa điểm này thì mấy chú cháu thấy một cái trại này của mấy ông anh nè, mấy ông đi làm gãy nè. Rồi mấy ông cắt nè, thì cả nhà thấy ống có ống không? Rồi bây giờ mấy chú cháu quyết định là mấy chú cháu tạm là giờ là đóng đô ở đây cả nhà. Đóng đô tại đây. Đóng đô tại đây thì lại thấy cũng mát nè cả nhà. Có cái dàn mốp mà nó chết trơn. Còn mấy trái mốp già không à. Đó, bây giờ mấy chú cháu với mấy ông anh với thằng em này cũng di chuyển đồ lên cả nhà ơi. Lên trên đây và mấy chú cháu sẽ dọn dẹp chỗ này sạch sẽ. Rồi mấy chú cháu sẽ bữa nay không cắt trại cả nhà, tại có cái trại này im quá. Phải nó không có cái trại thì mấy chú cháu cũng thể dựng cái liều ở đây, cái trại đây. Thì bữa nay mấy chú cháu cũng cắm câu vòng vòng khu này cả nha. Cắm vòng cái khu này hoặc là chạy qua lúc bên đó luôn cả nhà, bên đó cũng còn một cái bờ nó khô á, cái gò nó khô. Thì chạy qua bên đó cắm. Bây giờ mấy chú cháu sẽ dọn đưa đồ lên và sẽ đi. Có đem lưới không chú? Có chút xíu chân lưới tới đôi bạn. Dẫn đây hả? Ờ, dẫn bên đó đó, đó, đó. Cặp mấy đó đó. Cặp mấy bên đó hả? À, giờ cũng 4 giờ mấy rồi cả nhà. Bây giờ mấy chú cháu sẽ sửa soạn sửa sạn đi cắm câu rồi cả nhà. Đi chắc mấy chú cháu đi dỏ qua bên cái luồng bên đó cả nhà. Đi qua bên cái dách bên đó đó. Chú cháu đi qua bên đó kiếm mấy cái luồng im bên đó cắm này. Thì tạm thời là đồ đạc cái gì bây giờ đồ đạc thì của mấy chú cháu sẽ để đây. Mình đi qua đó mình cắm câu rồi xong tí xíu mình đảo lại gấu cá cái mình về đây mình nấu ăn nha cả nhà. Bữa nay kênh của mình có thêm một thành viên mới cả nha. Anh Thắng nha. Ảnh gia nhập tem gió làng quê luôn. Chào cả nhà nha. Rồi đi chưa? Đi. Rồi. Lấy xuồng coi chú ơi. Xuất phát. Giờ xuất phát nha cả nhà. Thằng em mình thì nó cho nó cắm vòng vòng đây nè cả nhà. Còn mấy chú cháu thì qua bên cái ruộng mới bên kia coi. Đi tìm cái những cái trứng cái cây. Rồi về luôn đi chú. Đi tìm địa điểm mới cả nhà để thu hoạch những cái thành quả mới. Về luôn chú ơi. Giờ mấy chú cháu đi chống xuồng lên trên đây kiếm cái bờ bực để cắm trên đây thấy còn bờ này. Giờ thấy bờ bột điển nó mọc không? Có bột bột điển là có món nữa đó. Rồi cả nhà giờ ông chú tấp vô cái rò này, cái hòn đảo nhỏ đây nè cả nhà. Hòn đảo nhỏ này để ống phóng câu. Tại vì ở đây ở ngoài đây nó cả nhà cái chỗ này nó còn gò đó. Dưới lại xung quanh nước ngập hết trơn rồi. Người ta đi bộ á, người ta đi ra không ra đây ta cắm được. Mình đi giỏ mình ra đây mình cắm là có cá cả nhà. Tỷ lệ dính cá nó nhiều hơn. Ui. Giờ với giờ mình phóng luồng ha. Phóng luồng ấy. Chút xíu mình đảo lại mình móc mồi. Chỗ này nó có cái gò ở đây không cả nhà. Dọn dẹp khu này. Cắm này cũng có lý.
Rồi cả nhà, bây giờ tới ông bạn Thắng cắm nha. Đây là bữa ăn Hoàng Thắng, ổng khai trương đầu tiên luôn, 50 cần câu. Sao ông cắm 100, cắm anh chục. Ồ, cái cây đu đủ nè. Cái chút chất kiếm trái đu đủ là trái này chín luôn rồi nè. Chín trái về để dành mình có nấu canh. Ồ, có mớp luôn kìa ông ơi. Nên cái trại của mấy người ta làm mấy cái nha, người ta làm gãy nè, ra trồng để lợi nè. Giờ ta nước lên rồi người ta đi về hết trơn rồi. Có lậu gồng nữa nha, cái đó. Coi cho bên trong có trái mớp không? Có trái mớp không ơi? Có không không? Chút xíu đảo làm kiếm cái nhà. Có trái nào nhỏ nhỏ nè. Có trái nào mình nấu canh được không? Giờ này nhạc Campuchia nó người ta hát cái nha. Quýnh toàn ten rồi cả nhà. Thì nãy giờ trời mưa đó cả nhà, mấy chú cháu trốn này chạy rồi nè, mà mưa quá trời luôn, lấy cây su che luôn đó. Thì bây giờ cũng 8 giờ mấy cả nhà, 8 giờ bây giờ mấy chú cháu sẽ đi thăm một vòng câu cả nhà. Đi chú ơi. Trời giờ mưa cũng chớp quá trời luôn cả nhà. Giờ mấy chú cháu sẽ đi thăm câu rồi. Dính cá mấy chú cháu sẽ quay lại cả nhà mình xem cả nhà. Mưa lâm râm râm, nãy mưa lớn quá, lớn tạt tùm lum hết trơn. Giờ mới bớt mưa mà vẫn còn mưa nữa. Thấy vậy mấy chú cháu đi thăm luôn cả nhà chứ. Giờ này mà đợi ổng hết mưa chắc biết chừng nào. Có câu không? Đâu rồi? Cá lâu lâu ha, cái gì vậy? Bên cá quay bên đây đầy. Cá này, cá. Leo lên bờ. Anh được một em đồng tiền đây cả nhà. Đó, để xu vô ngang. Ông có ông anh góp ý. Đó, cá nè, ở nhà ô đó, được cá đầu tiên. Đó. Ấy da. Nhảy ha. Ồ, nhảy vô. Tiền ô. Cái quà vô. Ồ. Bỏ vô đây quậy lên. Bỏ vô túi luôn nha. Vô túi luôn mới được. Bỏ vô túi chắc ăn ha. Bỏ vô túi gỡ luôn. Vô. Nó dãy này nó cũng còn ở trong cái túi. Nó dãy cũng còn túi. Vô, gặp thằng em. Đưa vô. Hết mưa. Ồ, cá lóc bự. Ồ, cá lóc cũng vừa cũng trọng. Từ đâu à? Im đừng kéo được, kéo được. Chụp cái đầu nó, chụp cái đầu nó. Đó, vậy đó, con nào bỏ vô bị. Bỏ vô bị quay đầu trở lại mình gỡ nó. Dính dây gì, có cắt gì. Trọng gì mà cứng dưới thân. Dây mình đẹp xấu gì. Mình đẹp thật xấu. Giữ rồi quý ơi. Nuốt nuốt luôn cái gì à? Không thắng gì có đem cái cây ấy theo gì kìa. Không, kìa. Cái... đem luôn. Nuốt luôn rồi, cá này chết luôn. Rồi đem ấy nó gỡ đi, đem về rồi mình thịt nó luôn. Sâu quá thôi một chút. Sâu quá nó nuốt lử. Nuốt lử lúc trong.
Phải quên đem theo cây gỡ lưỡi. Ừ, đem cây gỡ lưỡi được quá. Ôi ôi trời, ông chớp thì ớn. Vợ cấm trong cỏ cái cần câu nó liệt cái mình không có thấy. Nó nằm mập xuống luôn. Ừ. Còn thấy nhúng nhích đấy. Đặt xuống này. À, rồi, ok. Hết rồi hả? Còn hai tới nữa. Không bỏ đâu. Đó, đi cần chút quay. Ôi, ôi, còn dướng gì đó. Từ từ. Gịch luôn. Còn dính này gịch được gịch chi. Chút khô. Đây là rồi. Đó, bỏ vô đi. Dỡ cho chắc ăn nha. À, cà nhau, cà lóc rồi nha. Ồ, unu hèn mùi. Cá trắng nõn nè. Cá trắng nõn luôn. Vô. Mưa mấy chú cháu ướt nhẹp chân. Chú thì không có cái áo mưa cả nha. Mấy hai anh em thì đi cũng quên đem áo mưa theo. Cho nên giờ ướt hết trơn rồi. Ủa, nhái dữ lắm nhái. Còn ngọn cá đó. Cá nhỏ ông ơi. Cá cũng bớt tàu luôn đi. Bớt tàu đó luôn. Có nó có nhỏ gì. Ngủ đó. Dạ dạ dạ. Bỏ vô túi, bỏ vô túi. Bỏ túi đi. Bỏ đuôi vô. Bỏ. Nhái ông kia sáng không giữ rồi nha, chút xíu là mất. Mưa một cái nước quá trời nước luôn cả nhà. Nó có gì vậy? Cá gì vậy? Cá nè, ở từ đây. Ok, ăn câu rồi. Đây nè. Ui quằn lúc chứ gì luôn hả? Ừ. Dạ. Mệt, cũng hết. Mệt. Hết này cũng được. Hết này về chút xào luôn hả? Xào. Xào với xào với bầu. Đi ha, đi. Đừng chú ông móc ngồi. Đừng câu không cắm đâu hết à. Ừ, con cóc. Cóc chà bá luôn. Hồi chiều đâu có nước chỉ dung giả đám mưa cái nước bình địa hết trơn luôn. Ngập ngập nhái hết trơn luôn hả? Ôi ôi ôi, dính rồi chú ơi. Dính không? Con cá, cá lóc. Thử tới ạ, coi gì nó đi vậy. Cái dây nó kẹt á. Từ từ. Ê. Nó không. Cái này kiến rồi nha, cái đường kiến. Bỏ vô, bỏ vô bự vô đi. Bỏ vô bự vô chú. Kiến dữ lắm á. Bỏ vô đây. Chắc ăn. Vô. Nhẹ thắng ngu. Sao cái luồng cầu mà vô chính không con thắng chứ. Kỳ vậy. Mình nói nó im chứ. Vậy vậy là ông thắng không có sát cá à? Dạ không có tài sát cá hả? Ừ. Chưa. Giờ tới sáng còn lâu mà. Rồi sáng nó dính sao à? Ừ. Rồi đi. Lữ này giống lữ giống lữ cầu ấy quá ha. Lấy cái lấy cái cây nữa chú. Cái này ít chiều quá mới rồi.
yếu không? Câu đó làm như cắm của cắm câu trùng cái gì á, câu trùng gì cắm câu để vô chú của trường đi đi nó sắp vô trong người cái tài luôn á. Ôi chân Dũng Thắng có tin à? Ồ cá ăn cá hơi trọng không Thắng? Coi chừng cạt cỏ cá hơi trọng thấy không, thấy cái đầu nó không thịt nó luôn, thịt cũng cỏ nó luôn. Móc cái đầu vậy, cuối cùng má đào cây cuối cùng hả? Chưa có ý nói là cuối cùng sự may mắn của em cười với mình là cả nhà đi. Cảm giác cỡ cá nó sướng không? Phê, cảm giác rất là phê. Vô nó bài lồng gồng á. Giờ cây của chú lại đây đi, gần không? Để đó, để đó bên đây nè. Giờ đi nãy đi không dính, đảo lại dính con gì vậy? Ớt hả cá? Con ớt ớt cũng ngon. Con ớt cũng được. Mình dính con này đây là con thứ tư rồi đó. Ớt hả? Ờ, bốn con nhỏ nhỏ, tại mình không có kêu bầu á, tại bầu với chốt đi trước á. Lát nữa bắt về xào luôn. Xào à, xào với bầu. Rồi cả nhà, đây là cái thành quả dắt 8 giờ của mấy chú cháu coi nha, 7 giờ mấy 8 giờ nè. Thì thằng em nó cắm ở đây nó đi thăm nó đi thăm luôn rồi cả nhà. Cũng được mớ cá vậy nè. Có bồng dốt quá trời luôn. Ồ, một con. Ôi. Đây, coi, đây vô coi. Ê. Hai con. Ớt. Quá trời có bồng bắn. Ba em, bốn em, năm em, sáu em, bảy em, chết thì tám em. Ngọc ơi, chết thì chút làm thịt. Chín em. Ngọt luôn rồi, 10 em. Chết luôn à. Chết là đẩy ra ngoài chút mình làm mà thật ăn rồi. 2 3 4 5 6 7 Mũi chích. Đó. Trời ơi. Đó thì gì? Mười. Một. Trời ơi, trời ơi. Hết. Rồi cả nhà, giờ mấy chú cháu sẽ tắm rửa và nấu cơm ăn ngay cả nhà. Chưa nấu cơm, nấu nước gì trơn. Hiện nãy đi lên trển cắm một cái ông giả một đám mưa mấy chú cháu núp. Núp tới giờ này mới thăm xong cả nhà. Mình mang ớt với mang cá nè. Ừ, mang ớt cá mình cái trại ở nhà chắc ướt hết trơn luôn hay gì à. Tạt cái tay ha. Đồ đạc của mấy chú cháu còn ngổn ngang quá cả nhà. Giờ mấy chú cháu sẽ sắp xếp lại và sẽ nấu cơm nước vàng cả nhà. Rồi cả nhà, giờ cá thằng em nó cũng ăn xong rồi cả nhà. Đó, giờ ông chú cũng chuẩn bị bắt cơm lên. Thấy chưa? Bắt cơm lên này. Bắt cơm tới. Đó thì ở bên đây thì ông bạn Thắng mình ông cũng gọt bầu. Bữa nay mấy chú cháu sẽ ăn cá kho bầu rồi. Cá lóc cá rô kho. Cá lóc cá rô kho bầu. Ăn dân dã miền Tây đi. Rồi hồi sáng đi thì cũng có mua một bầu cả nhà, với hành với một củ măng này cả nhà, củ măng bự lắm bự luôn. Đó thì cái củ măng này để sáng mấy chú cháu xào ớt. Xào ớt còn bây giờ thì ăn cá kho bầu.
cũng ăn này cũng ăn 2 kg cũng ăn một ký, một ký nó đâu 2 ký mà ăn 35 ngàn, bà bán nó đẳng lại bà lấy 40 một bàn nó 35 ngàn hả, 35 ngàn, mời chắc xào cho nó một chảo luôn. Rồi cả nhà, giờ cơm chín rồi. Bữa nay ông chú hông cái nồi cơm cho có cơm cháy luôn cả nhà, ăn cho nó đã. Giờ ông đang ăn nước màu để mà mình kho cá. Giờ bên đây thì thằng em nó đang sắc ớt nè, để chút xíu mình để vô cá kho bầu. Cá còn cái mặt kìa, ngon, ngọt, nước, ngọt nước, đắng một cái kìa, sốc lên. Về đây ấm không ha? Về đây ấm không? Hồi nãy ngầu rồi. Hồi nãy mưa mấy chú cháu gì chục lột. Ngồi mà mình cái trại gì mà nó tạc hết trơn luôn cày. Rồi này cả nhà, một nồi luôn, một chảo luôn. Giờ cá kho bầu cũng chín nè, giờ mấy chú cháu nhắc xuống sẽ dọn ra ăn nha cả nhà. Xin mời cả nhà dùng cơm với mấy chú cháu tôi ăn cá rô kho bầu với cá lóc nè cả nhà. Nó giờ mời cả nhà dùng ăn thôi, bây giờ mình lớn mình quất cái đùm trứng này thôi, mời cả nhà dùng ăn, chấm miếng nước mắm coi ăn đi con ơi. Dạ rồi, mời luôn cả nhà luôn đi, mời cả nhà dùng cơm với cậu cháu với anh em luôn nha. Mình xin mời cả nhà ha. Ngon quá. Mềm. Bầu kho cá rô. Cá rô. Xin mời cô lốc, chú anh chị và các bạn dùng cơm với mấy chú cháu. Nguyên cá rô. Ăn cho con ngon. Hai bầu. Quá ngon chú ơi. Ngon. Thôi bây giờ mình vô mình đặt máy mình vô mình ngồi ăn với mấy chú cháu luôn cả nhà cho nó vui. Chứ đơn giản mà ngon nha. Đơn giản mà ngon. Rồi xin mời cả nhà dùng cơm nha cả nhà ơi. Chờ mà lạnh lạnh mà ăn có cái này ăn là ngon nè. Bầu đã. Lóc đi. Giờ mình khứa gấp đại miếng khứa đi gấp. Giờ mình khứa luôn. Chốt làm cái đầu chút. Cảm ơn con nha. Dạ. Trời ơi. Đã sao luôn. Chất lượng luôn nó bột. Chờ mình ớt cho hết hả. Hết hả thịt. Cậu lúc này. Cái mẹ ớt cay thiệt kìa. Mất cọc luôn rồi. Năm tháng nhầm ớt cay quá. Tôi dặm con trái á. Đuôi ăn cơm đang cũng tầm một cái ớt, chấm mới cái con miếng cay quá. Miếng bầu ăn rồi, cái bầu ăn ngon hơn cá không?
bởi về cái miền Tây mình cá ăn là thoải mái. Cá gồ, cá gồ còn mới ngon. Gồ á. Cơm nóng mà đậm đặc ghê. Ừ. Cam như là cái này vô gì chứ? Chùm, chùm chùm. Chùm. Cá gồ. Chắc trầu rớt luôn rồi, còn sống rồi. Cái ruộng non này mấy mày à? Nó rồi ú hả? Ừ. Rồi ông chú ông kho cái cá gô này là ông kho mỡ á. Rất mỡ, tinh mỡ. Vét nồi luôn. Vét hết nồi cơm luôn. Mình chờ lấy cái nồi đất mà kho rồi mới chọn luôn rồi. Đúng rồi. Cả nhà, mấy chú cháu ăn cơm xong mấy chú cháu sẽ nghỉ ngơi cả nhà, rồi hẹn cả nhà sáng mai đi thăm cầu tiếp tục rồi cả nhà.